Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 29 năm âm cuối năm 2021 các bạn. Giờ này là 3 giờ, mình mới vào trong nhà dậy ra. Hôm nay mình đi tour lại Nha Trang các bạn. Mình đi chung với gia đình. Hôm bữa là mình đi là một mình, giờ hôm nay mình đi chung với gia đình mình nữa các bạn. Hôm nay mình đi tiếp tục Nha Trang. Hôm nay mình ít quay lại những cái đoạn mà mình đã quay rồi các bạn. Hôm nay mình quay những cái nào mình thấy hay, mình trên đường thì mình quay lại cho các bạn xem. Mình đi cũng Nha Trang, Đà Lạt luôn các bạn. Các bạn hãy theo dõi với mình. Xin kính chào tất cả các bạn. Giờ này là 6 giờ 21 phút. Mình đang có mặt tại biển Mũi Né các bạn. Mình đang đi xuống tới bãi đá Ông Địa rồi các bạn. Trước mặt mình là đường ven biển Mũi Né. Tại mình đi lúc tối quá mình không có quay được. Giờ này là mới 6 giờ 22. Mình mới vô thành phố Phan Thiết xong rồi mình quẹo vô đường ven biển các bạn. Bên tay trái của mình là resort nghỉ khu nghỉ dưỡng rồi các bạn. Và bên tay phải của mình bắt đầu là tới bãi biển nè. Đẹp không các bạn? Quá đẹp. Mình chạy lên chút xíu nữa là tới bãi đá Ông Địa nha các bạn. Mình đang có mặt tại bãi đá Ông Địa các bạn. Nên giờ nước nó lớn quá. Nước lớn nó ngập nguyên bãi đá luôn rồi. Hôm bữa giờ này đang mặt trời đang lên các bạn, bình minh đang lên, nước giờ này lớn các bạn, còn chưa chưa nước nó ròng xuống, rút xuống đó. Cát giờ này sạch nha các bạn. Con đường này là quen thuộc các bạn đó, cho các bạn xem tiếp lần nữa. Ở bên dưới là biển các bạn. Giờ này là 6 giờ 40 rồi các bạn. Bình minh đang lên. Đẹp quá các bạn ơi. Cảnh đẹp, cung đường đẹp, mọi thứ đều đẹp. Quá đẹp. Ôi, mặt trời à. Mặt trời đang rọi vào mình các bạn. Nó xa xa thấy những cánh quạt gió các bạn, điện gió. Hôm nay mình quay mình cũng quay sơ sơ lại cho các bạn xem, chứ mình không có quay như bữa mình quay đã quay nhiều rồi các bạn. Nên mình quay sơ sơ lại cho các bạn xem. Giờ hoa giấy bắt đầu nở nhiều các bạn. Hôm bữa mình đi là hoa giấy nó còn chưa ra nở nhiều các bạn. Nay hoa giấy nó nở nhiều nè. Nó còn ở đây là cái biển. Hôm nay là ngày cuối năm các bạn, cuối năm 2021 các bạn, nên rất là vắng các bạn. Tại bây giờ người ta chưa có đi chơi nhiều. Khoảng bắt đầu qua Tết bắt đầu người ta đi mới nhiều các bạn. Mình hôm nay mình đi đi chơi xuyên Tết các bạn, không có ăn Tết nhà. Con đường nở hoa rất là đẹp các bạn, nguyên một hàng đường giữa có hàng bông giấy rất là đẹp luôn các bạn. Khoảng cách nay hôm bữa mình đi là ngay bữa Tết Tây, nay cũng gần tháng các bạn. Bữa mình đi là hoa giấy nó chưa có ra nhiều, nở nhiều.
hôm nay là thấy nó rõ luôn các bạn, nó đẹp các bạn. Con đường này mình đi cũng mới đi rồi, mình giờ đi nữa cũng không thấy chán các bạn, tại vì cảnh xung quanh nó rất là đẹp. Những cánh quạt gió đang quay các bạn, quạt gió điện mặt điện điện gió các bạn. Đó. Hôm nay gió ít lắm các bạn. Hôm bữa thảo khoảng tháng rồi mình đi là gió dữ lắm luôn. Nguyên một cái đồi, nguyên có một hàng những cánh điện quạt gió các bạn. Ở phía dưới xanh xanh là dừa các bạn, là dừa đó. Các bạn nào ra đây rồi các bạn sẽ biết. Các bạn nào mà muốn xem chi tiết hơn nữa thì các bạn xem lại cái phần trước của mình quay rồi. Nay mình quay tóm tắt lại những cái nào đẹp mình quay lại cho các bạn xem. Rất là đẹp luôn các bạn. Hôm bữa chưa có hoa nó nhìn nó không được màu mè lắm các bạn, hôm nay có hoa nhìn lên nó có màu liền, khác liền các bạn, hẳn liền, khác hẳn liền. À, một cây một sen sen vô một cây dương với một cây bông giấy các bạn, đó sen vô xanh rất là đẹp nha các bạn. Hôm bữa là mình có quay rồi, nay mình quay lại tiếp các bạn. Nhất khúc này là các bạn, nó vừa quẹo xuống thẳng xuống, quẹo qua có cái tâm thẳng xuống ngay cái biển luôn các bạn. Đó, đẹp không? Đó, thật sự tâm thẳng xuống cái quẹo qua, thật sự nhìn xa xa không biết tâm thẳng xuống biển luôn các bạn. Mình thích nhất là cái khúc từ trong thành phố Phan Thiết ra này các bạn. Đó, đẹp không? Đó, quay sơ sơ lại cho các bạn xem nữa. Đẹp chưa? Bữa nay gió cũng ít gió các bạn, bữa mình đi quá trời gió luôn. Ôi hôi giấy kìa các bạn, đỏ luôn các bạn, nó quá đẹp luôn. Bữa là nó chưa nở nhiều các bạn, hôm nay nở quá trời đẹp luôn. Ôi hai bên luôn kìa. Ôi ôi. Cực kỳ thích. Mỗi một chuyến đi là mỗi cái cảnh, khung cảnh nó khác nhau các bạn. Cũng một con đường một như vậy luôn mà nhưng cảnh quan nó lại nó thay đổi chút các bạn. Đó. Quẹo qua con đường màu trắng các bạn, quen thuộc, lần nào đi cũng thích lắm các bạn. Hôm nay những cánh quạt gió quay các bạn, hôm bữa là chưa có quay, hôm nay quay các bạn. Đó, cực kỳ đẹp. Cái cung đường này đối với mấy anh em hay ra đây là biết ngay là con đường màu trắng liền các bạn. Đường quá đẹp, thẳng mà uốn lượn, những cánh quạt gió quay các bạn. Gió này ít đó các bạn, hôm bữa mình đi gió nhiều lắm, quay kìa. Có anh em nào mà chạy chậm á, đi lúc nào cũng cứng ra hết. Đối với mình thì mình đi vừa đi vừa quay các bạn, cho các bạn ngắm. Ở bên kia đồi cát đẹp ghê các bạn, ôi ôi, cực kỳ đẹp, ôi đẹp.
chết mơ chết mệt vì con đường này. Trong đó có khu du lịch đó các bạn, hôm nay người ta nghỉ Tết rồi các bạn, nên sẵn chắc là qua Tết người ta mới hoạt động lại. Mình cũng quay lại sơ cho các bạn xem. Vô đó, vô khu du lịch chỗ đó các bạn, mình trải nghiệm và vô đó xe ấy các bạn, nó xe mà xe ở trong đó chuyên để chở những lên đồi cát các bạn, mạnh lắm. Vô đó nó chạy lên lượn xuống, lượn sóng các bạn, sóng cát. Chưa có ai vô đó các bạn, đây ta nghỉ Tết đó nè, đẹp ghê các bạn. Con đường hai bên cây xanh, một con đường thẳng cực kỳ. Ra đây là anh em kéo lúc nào cũng cầm cứng ga hết số hết ga hết. Mặt đường thì đẹp mà nó đường nó thẳng. Xin chào các bạn, mình ở bên Bầu Trắng, mình mới chạy qua bên đường này là mình chạy vô qua bên chùa Cổ Thạch đó các bạn, bãi biển Cổ Thạch luôn các bạn. Đó. À, bên bãi biển Cổ Thạch đó, đẹp lắm các bạn, có mấy cục đá, nó có cái đống rêu lại đó các bạn, đẹp lắm. Với lại có mấy bãi đá đủ màu, kêu bãi đá bảy màu các bạn, đẹp. Giờ này tàu thuyền neo đậu ở ngoài đó các bạn. Mình đi này lần, hôm nay là lần thứ hai các bạn. Rất là đẹp nha các bạn, nước biển trong xanh luôn á. Nước biển trong xanh luôn các bạn. Mình qua bên đã bãi biển đó là nước nó sạch, trong sạch lắm các bạn. Có mấy cục đá đóng rêu lại, có đá sỏi này kia nọ nữa. Các bạn thấy đẹp không? Mình đang vô hai bên hàng cây dương không các bạn. Ở bên tay phải của mình là bãi biển, mình đang đi vô giữa hai hàng cây dương, rất là đẹp các bạn. Mình có đi rồi các bạn, đi lần này mình đi lần thứ hai. Hôm nay mình đi với gia đình nên mình dắt gia đình mình đi cho biết. Đó, các bạn thấy đẹp không? Mát mẻ lắm các bạn. Hai bên có hai hàng cây đẹp, mát mẻ. Tới đây cũng gần sắp tới biển Cổ Thạch rồi các bạn. Ở đó cũng là có cái chùa đó luôn các bạn, với lại có ngay chỗ mà ăn uống đồ ăn hải sản đó các bạn, ngay tại nơi đó luôn, tươi sống luôn các bạn. Wow, đẹp quá. Mình mới vừa bên Bầu Trắng các bạn, mình chạy qua đây. Wow, có mấy con dê. Cây dương này cây to không các bạn? Một con đường ven biển rất là đẹp các bạn ơi. Đó, bên đây là biển nè, bên tay phải mình là biển nè. Biển xanh ngắt luôn. Con đường nhỏ nhỏ vậy thôi mà nhưng nó đẹp lắm đó các bạn. Ở đây cũng có khu nghỉ dưỡng rồi các bạn, resort rồi, quán ăn rồi, đó, tàu thuyền quá trời.
Ồ, vô đây cây cối mát quá các bạn. Cái đường này là nắng rồi cũng đỡ các bạn. Một cây số nữa là tới biển Cổ Thạch rồi các bạn. Tôi kính chào tất cả các bạn. Giờ này mình đang có mặt tại bãi đá Bảy Màu các bạn. Hôm nay mình đi lần thứ hai rồi. Hôm nay giờ này mình tới đây cũng 8-9 giờ các bạn. Mình tại mình ghé nhiều chỗ á. Đó, giờ mình đang có mặt tại bãi biển bãi đá Bảy Màu các bạn. Đây là kêu bãi biển Cổ Thạch các bạn. Đó, quay cho các bạn xem. Hôm nay mình đến đây là thứ hai rồi. Vẫn bãi biển cũng trong xanh nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Đá sỏi nè các bạn, đá sỏi to to nè. Ở đây kêu ở đá Bảy Màu các bạn. Chút xíu nữa mình đi qua lại chùa Cổ Thạch các bạn. Biển trong xanh luôn nha các bạn. Nó mở là nước nó hơi cao, bỏ nước lên tới ngay mí này là các bạn. Đó, vẫn còn nè. Nay là nước xuống tới dưới rồi. Ở bên đó là có bãi đá các bạn, có đống rêu trên đó đẹp lắm. Đá sỏi cục to to không các bạn. Các bạn nào mà nuôi cá cảnh á, mình ra đây mình lượm một ít, xong rồi về mình bỏ vô hồ, hay là mình trồng cây kiểng rồi á, mình bỏ lên sạch sẽ. Mình đi cũng nhiều nơi các bạn mà mình chưa thấy ở đâu để có bãi đá đẹp như vậy các bạn. Đó, đá mà nó láng mịn luôn nè các bạn. Đó, đá nó tròn láng mịn luôn nè, cực kỳ thích. Biển cũng gió cũng không to lắm các bạn, gió cũng vừa. Đó, trong xanh luôn các bạn. Ở dưới là đá nó nhỏ hơn nữa, đẹp hơn nữa. Ở bên đó bãi đá có đống rêu các bạn. Hôm nay rêu chắc không còn đẹp nữa. Giờ mình qua đó mình quay cho các bạn xem thử. Mình đã xuống tới dưới biển luôn, dưới nước luôn các bạn. Đó. Nước trong xanh luôn. Tuyệt vời. Rất là đẹp nha các bạn. Mình đi đến đây lần thứ hai rồi. Hôm nay mình đi với gia đình của mình. Hôm nay mình quay lại cho các bạn xem nó có khác gì, thay đổi gì không. Mình thấy nước hôm nay hơi nhiều các bạn, lúc nãy chắc mình thấy nhầm rồi. Tại hôm bữa là đá nó lòi lên rồi ra tới ngoài kia các bạn, không phải nó ra tới đó đâu. Thấy rong rêu rồi, thấy rõ luôn á. Còn hôm nay mình thấy nước nó sóng lớn nữa. Wow, các bạn thấy đẹp không? Đó, rong rêu vẫn như vậy nha các bạn. Nước mà đánh vô đá giết mình nó xói mòn luôn các bạn. Rất là đẹp. Ở đây là bãi biển Cổ Thạch nha các bạn. Đó. Thường thường buổi sáng á, người ta ra đây chụp hình rất là nhiều nha các bạn. Nay là cuối năm 2021 các bạn.
là hôm nay chắc là qua Tết người ta sẽ đi nhiều hơn. Đó, nó rất là trơn trượt các bạn. Đó, buổi sáng hôm bữa mình đi là nước nó không phải nhiều vậy, nó rất ít. Lúc nãy mình nói nhầm, mình xin lỗi các bạn. Đó, nè các bạn thấy rong rêu đẹp không? Đó, wow. Hôm bữa mình bị té hết một lần các bạn, nó trơn đó các bạn. Đó, hôm bữa mình đi ra đây buổi sáng sớm rất là đẹp. Giờ này trời này cũng 9 giờ các bạn, hơi nắng rồi. Đó, có mấy cục đá kìa, to kìa. Đó, nè rong mà xanh là đẹp mà các bạn. Đó, cái clip này mình quay là thứ hai các bạn, không phải mình lấy clip cũ mình dựng lên là các bạn. Mình sợ té như bữa nữa, tại rong rêu này rất là trơn, đá cục nào cục nấy nó đẹp ghê các bạn. Đó, đây là nguyên một bãi luôn nè. Đó, đẹp các bạn thấy đẹp chưa, nguyên một tảng đá nó bằng mà nguyên cái rêu này các bạn, nó bám vô đẹp ghê các bạn. Đó, xanh mướt luôn nè các bạn. Đó, này là toàn bộ thiên nhiên tự nhiên hết các bạn. Mình hạn chế mình đi đạp lên đó, nó sẽ chết đi cái điểm rong đó các bạn. Mình né né ra. Đó, có mấy cục đá ghiếc nó mòn luôn các bạn. Nó kêu ở đây kêu bãi biển cổ thạch nha các bạn. Có mấy cục đá sừng sững lên đẹp rồi các bạn. Bữa là sóng biển á, là không có nước, không có lên tới đây, ở ngoài kia chút xíu, có rất là nhiều người ra chụp hình là nước nó lớn các bạn. Wow, các bạn thấy đẹp không? Đó, mình đi cũng tranh thủ mình đi đến nơi khác nữa các bạn. Đá các bạn thấy đẹp không? Đó, nó láng luôn, nước nó đánh vô kiếp mà nó xối láng luôn nè. Đó, này là toàn bộ là tự nhiên thiên nhiên hết các bạn. Cục đá mà kiếp nó bóng láng luôn, rêu kìa, rêu ở đó nó xanh thiệt là xanh luôn, đẹp ghê các bạn. Đó, đá đẹp ghê chưa các bạn. Đây nguyên bãi rêu các bạn. Đó, có những cái khe để cảnh nước các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đó, đá mà. Đá giống như là một cái cánh bồm các bạn. Đứng giữa cho loi một mình. Còn ở kia thì nó có một đá này, cái đá to xen qua xen lại. Đó, nó lúc nước nó lớn nó lên tới trên đó luôn hay sao các bạn? Mình thấy đá nó cũng láng lắm. Ra đây mình quay cho các bạn xem. Có ngay đây cái bãi này đẹp các bạn. Đó, sóng này cũng to các bạn. Đó, có cục đá cho lôi y như một cánh bồm luôn các bạn. Hôm nay cũng có nhiều, hôm nay cũng có ít người đi lắm các bạn. Nó cũng có một bãi đá mà không bằng ở đây, rêu ở đây đẹp. Hôm bữa mình nhớ mình té đâu ở bên đó các bạn. Mình đang đi á, nó trơn quá, mình trượt xuống.
giờ bắt đầu mình quay lại toàn cảnh lại cho các bạn xem, xong rồi mình đi lên nha các bạn, mình đi đến điểm khác nữa. Thì ở đây là xung quanh đây có dây thôi các bạn, còn ở bên kia là có bãi đá bảy màu vậy các bạn, người ta kêu bãi đá bảy màu gì đó. Đó, nó đá sỏi rồi các bạn. Còn bên đây thì bãi đá này ở dưới biển, ở dưới nước mà có rêu này kia, nó đóng lại rất là đẹp các bạn. Giờ bắt đầu mình đi lên lại các bạn. Đó. Giờ mình đang đi lang thang dưới biển các bạn. Còn bên đây là bãi đá sỏi. Có một... nhìn thấy đẹp ghê các bạn. Bên đây lang thang dưới biển các bạn, 29 Tết. Hôm nay là mình không ăn Tết nhà, mình đi xuyên Tết luôn. Hôm bữa là mình đi một mình đi là ít ghé chỗ nào lắm các bạn. Đến điểm đó mình chụp hình check in xong rồi mình đi tiếp. Còn hôm nay mình đi chỗ nào mình chưa đến, bắt đầu mình đi đến chỗ đó các bạn. Biển rất là đẹp các bạn, trong xanh luôn. Ở bên kia có cái chợ Cổ Thạnh các bạn. Người ta bán đồ hải sản này kia nọ. Các bạn nào muốn mua xong rồi mình ra đây mình nướng, mình ăn tại chỗ rất là ngon các bạn. Đây là tươi sống các bạn, hải sản tươi sống. Bãi đá nè, nhìn nó đẹp ghê các bạn. Hôm nay mình đi lần thứ hai nha các bạn, phải mình lấy clip cũ mình đăng lên lại các bạn. Nay mình đi lần thứ hai. Wow, đẹp quá các bạn. Ở nó trơn có hơi rác các bạn. Mệt quá. Để bắt đầu mình đi qua chùa các bạn, chùa Cổ Thạch.